được cấm và chọn, tất cả đội cũng đều đang bắt đầu dần dần có một Orianna trong tay Faker sẽ không thi đấu ở trong quán thi đấu đầu tiên này. Còn T1 họ hạn chế đi một con tướng mà Peanut cũng như Delight đều có thể mang được. Maokai và Vi là những lựa chọn mà T1 luôn luôn cấm mỗi khi đối mặt với Hanwha Esports, cụ thể là Peanut ở tại mùa giải này. Trong lần gặp nhau gần nhất thì họ cũng tương tự như vậy, nhưng ngày hôm nay họ chỉ nhắm vào Maokai mà thôi, họ đang để hở Vi ra. Họ dành một lượt cấm cho Senna ở khu vực đường dưới. Trong khi đó phía bên kia thì Hanwha Esports đã xong ba lượt cấm đầu tiên của mình với Orianna của Faker. Kalista sử dụng được nhiều vị trí của T1 và Lucian, một con tướng thuận tay của Gumayusi cũng đã bị cấm. Ở trong cái đó phía bên kia chiến tuyến, T1 họ đã cấm đi Senna, một khi chuẩn bị tướng một khoảng thời gian gần đây vẫn đang khả năng thủ đường quá tốt và kéo về giai đoạn về lane nó quá kinh khủng, cho nên lượt cấm này là hợp lý nhìn cho phía của T1 mà thôi. Quan trọng hết, họ sẽ muốn cấm gì ở trong phase cuối? Họ muốn cấm Vi trong từng vị đất hay là họ muốn hạn chế những vị tướng mà Zika có thể tỏa sáng được? Cuối cùng thì họ cũng đã nhắc lại cái lịch sử của họ, đó chính là một con đá sai quá kinh khủng cho tụi Doran, và họ hạn chế nó bằng cách là mang nó vào lượt cấm. Viper nhanh chóng khóa vào Varus, và lựa chọn tiếp theo từ bên phía của T1 có thể sẽ là Ash. Ash không phải là một lựa chọn thuần túy mà T1 muốn lấy, mà nó có thể là tước đi từ bên phía của Hanwha Esports, bởi vì Varus và Ash cặp đôi mưa kiếm khu vực đường dưới sẽ đem lại rất nhiều những lợi thế đi đường dành cho bộ đôi của Hanwha Esports. Nhưng đó chỉ là nhá mà thôi, T1 cần phải quan tâm tới một lựa chọn khác. Và con Vi của Peanut đã bị tước đi và nó sẽ dành cho Honor. Tức là họ đặt cái mức độ nguy hiểm, họ cảm giác là con Vi nó nguy hiểm hơn so với Ash. Đồng ý, Ash sẽ đảm bảo về giai đoạn đường tốt, nhưng trong những pha đánh Vi sẽ là thứ có thể khiến cho Gumayusi hoặc bất cứ một thành viên nào phía bên T1 sẽ rất là hạn chế về có thể gây được những lượng sát thương lớn. Cho nên việc lấy Vi để giúp cho T1 đã giảm được phần đó sức mạnh đến từ phía Hanwha Esports, và để coi để có thể tiếp tục giữ được nguồn sức mạnh đó, Hanwha sẽ có gì ở khu vực đi rừng. Trước hết T1 họ sẽ cho Faker, vị tướng Talia anh ta rất là thích dùng, đó là Talia. Talia và Vi là một combo được kết hợp với nhau rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua. Sức sát thương của cặp đôi này là rất cao, và đặc biệt họ phối hợp với nhau tốt với tả xung hữu đột và quăng địa chấn. Ngay lập tức JK đã có câu trả lời của mình, đây là một lựa chọn rất tốt, tại vì nếu như hướng tới những vị trí pháp sư khác kiểu như là Azir hay là Ahri thì sẽ khó mà có thể đối mặt với lại Talia, nhưng với con Yone này thì cơ sở thắng đường của JK đã cao hơn rất nhiều. Với một cái dây cuồng nộ, nó có thể giúp cho JK khu vực giữa đẩy đường rất nhanh và sẽ hạn chế được một phần đó khả năng sử dụng mặt đất dậy sóng của Faker ở bất cứ một cánh nào khác. Còn T1, họ đang cảm giác khu vực nửa cánh dưới hơi khó thắng, và con Varus được chọn phủ đầu. Họ đang muốn đánh thật mạnh lên nửa cánh trên giữa trên bộ ba. Tiktify, một Honor với con bài Vi và cộng kèm thêm một Talia trong tay của Faker nữa. Còn Hanwha Esports bây giờ cái mà họ sẽ cần phải lý là đường trên sẽ cần vị tướng gì, bởi vì trong giai đoạn sắp tới T1 sẽ bắt đầu cắm những vị tướng đường trên của Doran. Rõ ràng với Jack có thể vô hiệu hóa những pha ném bài thì bên phía của T1 đã nhanh chóng loại nó đi. Vẫn còn một lượt cấm nữa mà T1 cần phải đưa ra để đảm bảo rằng Doran sẽ không có những con tướng khắc chế khi mà con TF của Z đã được chọn trước. Nhưng họ nghĩ rằng chỉ cần Jack là đủ và loại đi một con tướng sở trường của Delight đó, Nautilus. Phía bên kia là Saya của Gumayusi bị cấm, Renata Class cũng đã bị cấm để hạn chế việc kết hợp với lại Aphelios. Thì T1 bây giờ họ cần đường dưới, họ muốn thắng đường hay là sẽ đảm bảo về giai đoạn về lay. Họ phải suy nghĩ khác kỳ. Trước hết họ muốn lấy ra can trước, họ muốn hạn chế đi khả năng mở đó với Hanwha Esports. Hiện tại những công cụ mở của họ đã có, nhưng nếu như có thêm ra can trong tay của Delight thì sự nguy hiểm sẽ được nâng lên cao. Họ đang suy nghĩ nếu như họ lấy ra can hay là lấy Jerry. Thật ra nếu như lấy ra can cũng được, tại vì bên kia có xạ thủ rồi, nhưng mà họ vẫn cảm giác là con ra can gắn vào phía bên kia nó sẽ hơi dư thừa, cho nên họ chuyển sang Jerry cho nó chắc. Tôi nghĩ rằng nếu như mà lấy Rakan thì Rakan với Zeri một combo sẽ không đẹp lắm. Tiêu Anh vẫn muốn tìm kiếm một lựa chọn tốt hơn để có thể hỗ trợ cho con Zeri của Gumayusi, cho nên họ cứ lấy trước Zeri đã, đợi bên phía của Hanwha Esports hoàn thành đội hình thì sẽ có cái quyết định cuối cùng là liệu là một hỗ trợ bấp để tăng thêm sức mạnh cho Zeri hay không. Ở khu vực cánh trên thì Doran quyết định đánh, đây là một kèo đấu mà anh ta sẽ vào một tình thế cực kỳ quen thuộc mỗi khi đối đầu với lại Zed, là phải chịu trận ở trong khoảng thời gian ban đầu về mặt chất tướng và chắc chắn sẽ bị đè nén rất nhiều. Anh ta sẽ chơi với một cái lối chơi thủ vô cùng chắc chắn để ít nhất bản thân của mình không bị thua lính nhiều quá. Tôi cảm giác là không bị thua lính nhiều quá thôi, chứ bây giờ bạn không thể nào có thể farm lại với con thích phải kia có bài Kassante được cả, và nhường cho nửa cánh dưới những cái sự hỗ trợ đến từ Peanut. Từ đó Hanwha Esports sẽ lấy công bù thủ dựa trên nửa cánh dưới, và lúc đó họ sẽ dễ dàng tả sáng hơn. Và không có Rakan nhưng Delight vẫn có một con tướng vừa che chắn được, vừa có khả năng mở tốt, và khi đến cũng hỗ trợ rất tốt trong những trường hợp nếu như T1 có thể đã đánh tới ý định là đánh khu vực nửa cánh dưới thì sẽ có một reo đứng được có thể che chắn dựa trên cái dư chấn của mình. Còn T1 đánh ngược lại, Jerry sẽ cố gắng đánh thủ và nhường phần sân trong khoảng thời gian ban đầu cho một Talia, một Twitterfest có thể có được những lượng thương pháp tốt. Như vậy là hai đội đã hoàn thành xong đội hình của mình ở trong ván đấu đầu tiên, và có vẻ như cách tiếp cận ván đấu của cả hai không hề thay đổi so với lần cuối cùng họ gặp nhau.
đội hình của Hanwha Esports sẽ mạnh hơn ở khả năng giao tranh 5 năm với có chống chịu thuần ở 2 hoặc thậm chí là có thể tính là 3 vị trí và rất nhiều CC. Trong khi đó con TF của Zerg thì mạnh nhất ở khả năng đi đường và không phải là giao tranh 5 năm mà sẽ là đẩy lẻ. Chúng ta đã từng thấy kịch bản TF đẩy lẻ rất nhiều trong vòng playoff của tất cả các giải đấu lớn trong khoảng thời gian vừa qua ở trên khắp thế giới. Và nếu như chúng ta muốn nói về cái lần gần nhất mà TF đẩy lẻ thì BLG ở bên của EPL, người đầu tiên giành chiếc vé cũng đến với chung kết tổng và cũng đến với MSI. Bin với công bài Twitter Fay, anh ta đã có một pha bắt đầu rất tốt. Thì ở trong ngày thứ hôm nay, với việc Twitter Fay hiện tại đang được mang ra trong tay của T1 để xem là bên phía T1 có thể thực hiện được một ván thi đấu nó mượt mà hay không. Tại vì ván thi đấu này đòi hỏi rất nhiều về câu chuyện mượt mà. Bạn sai một ly là bạn sẽ đi cả một bước đường tầm mấy trăm km luôn, chứ không phải là một dặm nữa. Bởi vì trong giai đoạn hiện tại, đội hình giao tranh ở Hanwha Esports đang có rất nhiều phần sân để chơi, và nếu như bạn thất bại, bạn không để đường được thì không thể nào đánh nhau lại với đối thủ của bên kia. Chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên của cuộc chạm trán này. Trận đấu xác định đối thủ của NC ở trong chung kết tổng. Ván đấu đầu tiên, Hanwha Esports bên phía đội 1 và T1 bên phía đội 2, với một đội hình có rất nhiều lợi thế dành cho T1 ở khu vực cánh trên, cụ thể xoay quanh vị trí của Z. Và hãy cùng chờ đợi xem vòng rừng của Binet và Honor sẽ như thế nào. Với vị trí đứng hiện tại thì nhiều khả năng Honor sẽ khởi đầu ở khu vực cánh dưới. Anh ta đang đi dần xuống khu vực cánh dưới bùa xanh của mình, đánh một vòng rừng lên phía trên. Và hình như Binet đang có dấu hiệu ngược lại, là anh ta đang khởi động nửa cánh trên và sẽ cố gắng hỗ trợ cho Viper cũng như Daylight có được một khoảng phần sân tốt để có thể dễ dàng có được những chiến sĩ lính, từ đó giúp cho khu vực đường dưới đến từ Hanwha Esports sẽ có được những chiến thắng nhất định. Nhưng tôi đang thấy có một sự bất thường. Doran anh ta sẽ đổi đường ở xuống khu vực đường dưới. Đây là thói quen mà chúng ta đang thấy, nó từ LCK đến với LPL, bây giờ nó đến với LCK. Như vậy là chúng ta đã thấy một pha đổi đường từ bên phía của Hanwha Esports để có thể né tránh đi cái việc Doran bị đè ở trong khoảng thời gian ban đầu. Họ đưa Viper lên khu vực cánh trên với tay dài và không hề sợ hãi việc đối mặt với con TF của Zed. Còn trong khi đó thì Faker ở khu vực giữa, anh ta cũng đang có những nỗ lực. Zed có thể sẽ mất tóc biến và quăng ra, nhưng Zed anh ta né được. Nhưng tóc biến của Zed là điều cần thiết, cần phải bỏ. Viper đang sẵn sàng cho tình huống dí theo của mình rồi. Không, ý định đã được ngừng và Zeus mất đi một phép hỗ trợ cộng kèm một lượng máu. Anh ta sẽ cần phải quay trở lại với khu vực đường của mình bằng cách đi bộ lên mà thôi. Một khoảng thời gian đang rất khó khăn cho Zeus ở trong giai đoạn này, và chắc chắn việc hụt lính sẽ khiến cho một Twitter Fay vô cùng khó khăn ở giai đoạn khởi đầu. Đây sẽ là một bước lùi khá lớn dành cho bên phía của T1. Họ hình như là khá bất ngờ với quyết định đổi đường này từ bên phía của Hanwha Esports. Đến giờ thì họ mới bắt đầu đẩy Keria lên khu vực cánh trên để có thể hỗ trợ cho Zed. Nhưng đường trên của T1 cũng đã bị mất rất nhiều lính, mất kinh nghiệm, và Hanwha Esports có nhiều người hơn ở khu vực đường trên. Binet vừa ăn xong 7 người đá. Một sự khởi đầu rất mạnh mẽ đến với Hanwha Esports, và họ đang chưa muốn dừng lại để nó phải tóc biến lên hất ngược về rất hay. Mặc dù chấp tóc biến rất là Zed, và ngay lập tức một Seozu đi cũng đang dí theo. Ý định đã đang được hoàn thành và lớp khiên trụ đầu tiên đang chờ đợi Viper. Một khởi đầu như mơ đến từ Hanwha Esports ở trong giai đoạn mới 3 phút này mà thôi. Chắc chắn đây là một khởi đầu cực kỳ có lợi dành cho Hanwha Esports, bởi vì Doran đang hưởng trọn vẹn lượng kinh nghiệm, trong khi đó Zed đang phải tìm kiếm một cách nào đó để có thể có tiền và kinh nghiệm. Anh ta không thể có được những bãi quái rừng bởi vì Honor, chính xác hơn là Hanwha Esports đã dọn sạch rồi. Zika. T1 đang di chuyển ra khu vực đường giữa để có ấn định tấn công vào Zeka. Người vẫn còn tốc biến, Faker không còn nhiều năng lượng nữa, Zeka vẫn còn tốc biến. Anh ta vẫn bị đấm vào Honor, chiến công đầu dành cho T1. Coi như là bên phía của T1 đã kịp gỡ một lượng kinh tế nhất định ở trong trường hợp mà họ đang ngặt nghèo nhất ở khu vực đường trên. Khi mà dấu hiệu của Zed bị thọt đang càng ngày càng nhiều hơn, anh ta vẫn chưa có được con lính đầu tiên. Anh ta đang gặp vô vàn những sự khó khăn trước khả năng khống chế rất tốt đến từ bộ đôi Viper Vinh Lai. Nhưng ít nhất ở khu vực đường giữa, T1 đã có màn đáp trả vô cùng ngọt ngào. Một Yone trong tay của Zika không cử động được cho tới khi anh ta nằm xuống. Chiến đấu rất tuyệt vời. Vấn đề người có được chiến công đầu là Honor, người có được điểm hỗ trợ là Faker, còn người khổ nhất của T1 là Zed vẫn chưa thể tìm được bất kỳ một nguồn tài nguyên nào cả cho mình. Keria đang cố gắng có mặt ở đây, nhưng chỉ đơn giản là delay đi bộ về mà thôi. Quá khổ, tứ quyết không dành cho Zed ở trong giai đoạn hiện tại, khi mà anh ta chưa hề có bất cứ một con lính nào hay bất cứ một mẹ gục hay một màn hỗ trợ nào cả. Một sự khốn khổ đến tột cùng dành cho người chơi đường trên của T1. Và bây giờ Zed, anh ta sẽ có được con lính khởi đầu, hai con lính khởi đầu. Nhưng chắc chắn so bì với lại Viper bên kia, nó là một trời một vực, không có cách nào để cho Zed có thể gỡ được trong giai đoạn này cả. Bây giờ được bao nhiêu con hay bấy nhiêu con. Hanwha Esports chứng tỏ rằng họ đã có một kế hoạch khi bước vào ván đấu đầu tiên này. Họ không thay đổi về mặt chất tướng, nhưng họ thay đổi cách tiếp cận ván đấu và cái
kế hoạch đuổi đường từ bên phía của Hanwha Esports đã thành công một cách mỹ mãn. Vết gợn duy nhất chính là việc JK đã quá tự tin, anh ta không tính đến chuyện có một cú đấm bùng nổ đợi sẵn mình ở phía sau từ Honor. Đúng là như vậy thật, đây là một tình huống bọc rất tốt đến từ Honor và cả phía bên kia dưới tiếng Peanut, bởi vì anh ta dành thời gian ở khu vực trên, anh ta dành cho một pha mà lấy được tốc biến của Zed, cho nên cái khối lượng không gian mà anh ta có khu vực đợi cánh dưới nó gần như bằng không. Từ đó Honor có một pha đầu sâu ở nửa cánh rất tốt và anh ta đánh ngược rất hay. Giờ đây thì bên phía của Hanwha Esports họ đã tìm được một cái lượng tài nguyên cho Doran, anh ta đã có một cái nền tảng trang bị tương đối ổn để có thể quay trở lại khu vực đường trên đối mặt với lại con TF của Zed. Mặc dù Hanwha Esports vẫn đang là những người thua tiền với chiến công đầu thuộc về T1, nhưng họ đã giúp cho bên phía của Doran vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất khi phải đối mặt với lại TF. Chúng ta nhìn vào lượng trang bị là cũng rõ ràng rồi. Doran anh ta tốn một khoảng thời gian, sau đó anh ta dịch chuyển ra lại trong cái đó phía bên kia thì Zeus vẫn đang khá là khốn khổ với lại một cái kiếm Doran mà thôi. Cho nên cả hai bên đều đang có một sự chênh lệch khá là nặng ở khu vực đường trên. Từ đó giúp cho kèo thi đấu của Doran trong giai đoạn hiện tại đang ở mức độ đáng để có thể hoan nghênh. Còn trong cái đó của Majosi khu vực dưới, nếu như chúng ta bàn rất nhiều về câu chuyện đường trên thì khu vực đường dưới ít nhất cái mặt tích cực của T1 có thể nhìn vào là xạ thủ của họ vẫn đang được farm, chứ không phải là bị cái kèo này nó đè đường một cách kinh khủng quá. Đó chính là cái điều mà Hanwha Esports đã phải hy sinh. Họ hy sinh cái lợi thế của Viper ở khu vực cánh dưới để tìm kiếm một cái lượng oxy cho Doran thở ở trong khoảng thời gian ban đầu. Đổi lại thì chính là Gumayusi là người có được một cái không gian để thở. Vậy là đội thi đấu vì Gumayusi là Hanwha Esports ở trong khoảng 6 phút vừa qua chứ không phải là T1. Một bản hợp đồng khá lạ đến từ Hanwha Esports ở trong giai đoạn đầu của bán thi đấu này. Nhưng đó cũng là gì chúng ta đang mong muốn nhìn thấy. Zeus sẽ bị dính vào tình huống khô máu. Và Zeus, anh ta không có tốc biến, anh ta đang cố gắng tăng những cái tốc độ di chuyển nhanh nhất có thể một phép hỗ trợ. Và anh ta vẫn lui về được với một lượng máu vô cùng ít ỏi. Còn trong khi đó là câu chuyện khu vực đường dưới đang là dấu hiệu Viper anh ta chỉ đang thua một cấp độ so với Gumayusi. Cho nên là bên phía của Hanwha Esports không tổ chức được cái gì đánh ở đây cả. Phản ứng của Zed ở khu vực đường trên, anh ta đã bật tốc hành rất là nhanh. Và cái sự thay đổi rất là quan trọng từ bên phía của Riot đó là những tình huống chuyển dạng song quy không còn làm chậm nữa của Sante đã là cái cơ sở để cho Zed có thể sống được trong tình huống khô máu vừa rồi của Doran. Nhưng anh ta vẫn bị đẩy về và anh ta vẫn bị hạn chế rất nhiều về mặt tài nguyên có được trên người, cụ thể là tiền, với chỉ 22 chỉ số lính. Và có quan trọng là trong giai đoạn hiện tại Doran anh ta cũng đang trong ở một mức độ chưa có những món trang bị ở mức độ hiệu ứng. Nếu như mồ hồ mà anh ta có thể găng tay băng thì tôi e rằng Zeus sẽ hơi khó để thoát. Trước khi đến trong giai đoạn hiện tại, cái trang bị của Doran nó cũng đang có mức độ kinh tế khá cao, cho nên hướng về một tương lai nó chắc là ui vẫn bị giữ chân lại và Faker bắt buộc phải sử dụng tốc biến. Delay có một tình huống vô cùng nhạy ở tình huống đâm của mình và anh ta thành công với ý định lấy được phép bắt đầu của Faker. Pha xử lý cực kỳ nhạy bén đến từ Delay, anh ta đổi tốc biến với lại Faker tôi nghĩ rằng hoàn toàn lời. Tại vì dù gì thì con Rao của anh ta vẫn còn tốc biến ma thuật. Và việc một con Talia không tốc biến có thể là tiền đề để cho Zega tìm cách all in ở trong giai đoạn sau. Bùa đỏ, nó thuộc về Binet và lên được cấp độ 6 luôn. Tức là trong trường hợp đó sau khi cướp xong mà Honor có ý định đánh thì chắc chắn anh ta sẽ rất là dễ bị toang. Còn trong đó ở khu vực đường giữa, sau khi mà biết được Faker đã không còn tốc biến nữa, Zika đánh vô cùng bay ở khu vực đường giữa. Còn đó phía bên này bay vàng ra chỗ Doran hất tung lên ngược chờ đợi nhưng mà thủ khô máu của anh ta nhưng chưa có khô máu. Và có Honor chạy ra đây để có thể hỗ trợ. Bay vàng đã chờ đợi sẵn, quăng thẳng ra và đã bị giữ chân lại. Honor bắt đầu đấm tới, anh ta biết Doran vẫn chưa khô máu. Nhưng thông tin quá rõ ràng là đang vắng hai người chơi, một người đường giữa, một người đi đường của Hanwha Esports, cho nên T1 không dám đánh tiếp. Lượng máu còn lại của Zed cũng không thể nào cho phép bên phía T1 tiếp tục tổ chức một pha tấn công. Ngay cả khi Honor có bung tả xung hữu đồ thì đó cũng không thể là pha giao tranh có lợi dành cho T1 được. Chưa kể là Binet cũng đã có mặt ngay sau lưng của Doran với Bola Băng sẵn sàng. Tuy nhiên T1 đã không còn một ai ở đây cả. Bên phía của Hanwha Esports sẽ chỉ có thể lấy được những lớp giáp trụ mà thôi. Và hành trình cực kỳ khổ ải của Zed vẫn đang kéo dài với một con TF mới chỉ cấp độ 5. Đúng là như vậy, thật sự rất khổ cho Zed và anh ta phải đi bộ ra, chứ anh ta không cách nào sử dụng cái định mệnh. Bola Băng đang chờ đợi sẵn để có thể có một tình huống quăng ra Zed. Liệu là anh ta có bị dụ vào bên trong cái bụi cỏ đó không? Một bụi cỏ vô cùng nhạy cảm, một bụi cỏ sẽ khiến cho Zed sẽ phải nằm xuống, một bụi cỏ sẽ khiến cho 34 lượng chi sinh của Zed nó sẽ có thể tiếp tục giữ nguyên. Nhưng Zed hiểu được vấn đề và chúng ta hãy xem kìa, một cái áp lực vô hình, tức là Zed đã không có thông tin là con Sezu nó còn đứng ở đó hay không. Quá khổ cho Zed ở trong giai đoạn hiện tại, anh ta đang phải giữ một vị trí rất là xa để có thể né một cú Bola từ trong bụi bay ra. Đường dưới T1 đang có áp lực, 1, 2, 3, 4 người có mặt, họ sẽ tấn công vào Viper. Nhưng Delay làm choáng tốt, họ vẫn tìm được Viper, thất tung liên tục, Viper vẫn có thể tốc biến được. Và T1 chưa có được để ba gục win, mũi tên xuyên phá ba người. ZK tới và ta tung chiêu cuối chiến vào Faker, chặt chém liên tục. Nhưng với số lượng người nhiều hơn, T1 vẫn giữ được nguyên 4 thành viên của mình. ZK đang xuất hồn, ZK hất tung được hai thành viên chứ không phải hỗ trợ thêm, mặt sát thương cảm của quan địa chấn áp đảo khá là tốt, nó khiến cho Delay và ba thành viên còn lại, hai thành viên còn lại đang cầm phải lùi. Viper, 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 tuyệt vời!
nó trúng 100%. Một tình huống mà thần tiện đến từ bên phía Alliance Sport đã tỏa sáng rất tốt. Mũi tên của Viper nó có mắt và nó đã găm thẳng vào người của Faker. Một lần nữa, bên phía của Hanwha Esports có được một bước tiến vô cùng lớn. Mặc dù đó là mạng đem về pha tỷ số là một đều về điểm hạ gục, nhưng nó là tiền rơi vào túi của Viper, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa lợi thế của Hanwha Esports. Và với lợi thế ở trong giai đoạn hiện tại, khu vực đường dưới, Viper đã biến từ một cái thế mà anh ta phải chấp nhận chơi lui về sau. Và với nguồn kinh tế này thì mọi thứ đã khác hoàn toàn rồi. Viper sẽ có được một nguồn kinh tế vô cùng tuyệt vời và anh ta sẽ thiết lập được thế thắng ở khu vực đường dưới. Còn trong khi đó, tình huống đánh này chỉ đơn giản là sau từng ấy sát thương bạn không chiếc điểm đối thủ thì chắc chắn người nằm xuống sẽ là bạn mà thôi. Lý do mà T1 chỉ mất một người là bởi vì họ có tới 4 người trong tình huống đó để có thể thay phiên nhau chịu sát thương. Nhưng khi mà những người đồng đội đã đi về trước, Faker là người cuối cùng đã dính một mũi tên có hiệu ứng dứt điểm đến từ Viper. Và giờ đây thì Hanwha Esports đã chính thức vươn lên dẫn trước về tiền, mặc dù tỷ số điểm hạ gục đang là một đều. Đúng là như vậy, nó không chỉ là một dấu hiệu vui dành cho họ, bởi vì ở trong những cái tình huống, nó trong lý thuyết, trong một đội hình có tiếp tập phay thì chắc chắn các nguồn kinh tế nhiều hơn trong trận đầu là điều chúng ta có thể thấy được khi mà đối đầu với Kassante. Nhưng dấu hiệu này đang ngược lại, chúng ta xem lượng tiền từ Kassante, anh ta đang nhỉnh hơn Spalazos. Điều này đồng nghĩa việc là tất cả những cánh từ hai Hanwha Esports đang có những dấu hiệu tích cực vô cùng tuyệt vời. Và họ đang hướng tới một đội hình mạnh với khả năng giao tranh ở trong giai đoạn sau với nguồn kinh tế mà họ đang nắm giữ. Đây là lúc mà Zed anh ta vừa nhìn thấy rằng Doran đã có thủy kiếm trên người. Và khi Sante cầm thủy kiếm, lượng sát thương gia tăng cộng với việc đang có khô máu thì ngay cả còn hai phép hỗ trợ là tốc hành tốc biến, Zed cũng đang phải đứng rất xa, không dám đứng gần Doran, bởi vì nếu như dính một pha khô máu thì sẽ nằm. Nắm đấm, delay hay ai đây? Đang nhắm vào delay, hất tung delay lên, delay đã dính quăng địa chấn để đẩy bên trong Rankeria nhảy vào hất tung lên được Viper sử dụng mũi tên của mình. Đó là một sở xích rất tốt, nó đã giữ chân nhưng nó không đủ để có thể cứu được đồng đội. Zika la và anh ta la vào và ta dứt điểm được Honor. Faker sử dụng chiêu cuối đất hay và zone được hai thành viên ra ngay lập tức. Cả Zika cũng không thể giúp được Viper có thể thở trong tình huống vừa rồi. Bên phía của Hanwha Esports họ đã bỏ quên Viper trong tình huống vừa rồi khi mà Binet và Delay ở trong khu vực hang rồng. Viper đứng ở phía trên để có thể xả sát thương xuống nhưng mà anh ta không có tốc biến. Bộ đôi đường dưới của T1 đã nhận ra điều đó và họ đã rất nhanh chóng tìm được Viper. Đó là một tình huống giao tranh đem lại một bước tiến cực kỳ lớn cho người đã rất lâu rồi không biết mùi lợi thế, đó là Gumayusi. Với cú double kill vừa rồi, với giao điện đã hoàn thành, đây là thời điểm mà xạ thủ của T1 đã bắt đầu lên tiếng được. Liệu T1 có đánh tiếp hay không? Đây họ vẫn đang suy nghĩ khá kỹ cho câu chuyện đánh tiếp. Nhưng bởi vì vừa rồi người hy sinh là Honor, nó khiến cho bạn thiếu cái trừng phạt. Peanut tận dụng nó để có thể lấy được con rồng của ván, con rồng đầu của ván thi đấu này. Đây chúng ta cùng xem lại tình huống này. Khi mà Delay và Binet đã bị kẹt ở trong khu vực hang rồng, Viper đứng phía trên ngỡ rằng là an toàn, nhưng bên phía của T1 họ có Rakan. Tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh của Kira kết hợp với khả năng leo tường của Gumayusi với Zeri đã tìm được Viper trong trạng thái không hề có tốc biến. Không cần cái chặn tường đó của Faker thì chắc chắn Viper cũng sẽ nằm xuống. Tỷ lệ nằm xuống Viper quá cao và chưa kể đến Gumayusi được quyền free shot trong tình huống vừa rồi. Chưa kể đến Viper ở trong cái pha đánh nhau đó, anh ta cũng không có sở xích, anh ta sử dụng sở xích để cứu đồng đội. Đúng rồi. Nên bạn không sở xích để tự thủ được. Từ đó bên phía T1 khai thác rất tốt. Nhưng Hanwha Esports đang có những điều nó còn đang tốt hơn. Nó đang đảm bảo mặt tương lai dành cho Hanwha Esports. Họ có hai con rồng, họ có được ba con sâu hư không nữa, những dấu hiệu rất tích cực. Và một phò đó gián tiếp khiến cho cái định đẩy đường đến từ giới nó đang tương đối bị hạn chế, bởi vì không có sâu thì khả năng phá công trình nó cũng bị giảm thiểu đi đáng kể. Như vậy là hai con rồng nguyên tố đầu tiên thuộc về Hanwha Esports. Rồng nguyên tố thứ ba thì chúng ta vẫn đang đợi coi đội nào kiểm soát được. Và đây là bản đồ rồng hóa kỹ. T1 thì như đã nói, kể từ thời điểm mà Gumayusi có được cú double kill hoàn thành xong giao điện thì con Zeri này đã online rồi. Rất thú vị khi mà kèo Zeri Varus, nhưng Zeri lại đang có lợi thế bởi vì kế hoạch đổi đường khoảng thời gian ban đầu từ Hanwha Esports rớt rồi bật định mệnh để có thể lấy tầm nhìn cho đồng đội của mình. Sau đó thì ta dùng nó để lên khu vực cánh trên. Giờ nó sẽ là con dao hai lưỡi dành cho Hanwha Esports. Bởi vì như thế này, Viper, người gây sát thương chính của họ đang không có được nguồn sức mạnh tốt ở Venus. Không không rồi, cái máy quét của rồi nó không phát triển đủ để có thể có được thông tin là Faker sẽ di chuyển như thế nào để quăng bola là băng. Cho nên chỉ tạm thời dừng lại, đã quay trở lại với câu chuyện này. Đó là Doran đang rất giàu. Nhưng cái lý thuyết là Doran đang là người chơi chống chịu. Nếu như người chơi chống chịu cứng nhưng xạ thủ thiếu sát thương, nó sẽ là một vấn đề. Cho nên trong giai đoạn sau, có lẽ như Hanwha Esports sẽ cần phải suy nghĩ kỹ cho câu chuyện là dồn tài nguyên cho Viper để bù qua sớt lại cái câu chuyện là trong giai đoạn này Viper đang thật sự khá thọt về những món trang bị của bản thân mình. Ngược lại hướng bên kia thì mặc dù là Gumayusi đang xanh, nhưng vấn đề là đội hình của Tiêu Anh lại không phải là đội hình có khả năng chống chịu. Sẽ không có những pha gọi là che chắn bảo hộ cho Zeri, mà gần như là con Zeri này của Gumayusi phải tự thân vận hành, bởi vì ngay bản thân hỗ trợ của anh ta là Rakan cũng chỉ có thể mở mà thôi, chứ không chơi cái gì cả. Zed đã nhanh chóng tốc biến để thoát khỏi chiêu cuối của Zeka.
Một ngày thi đấu mà Zed phải nói là bật rất nhiều cái tốc biến cũng như là cái tốc hành của mình bằng mọi giá. Nó đến từ những tình huống chủ động tấn công của hàng của Lightsport. Và nó không chỉ dừng lại đó, việc lấy được tốc biến nó sẽ kéo theo một chuỗi domino là sẽ có thêm oxy cả nước. Từ đó giúp cho hàng của Lightsport sẽ có nhiều hơn một công trình. Khi mà đường trên trụ đang rất yếu máu, còn có đường giữa với con sứ giả này họ sẽ có lợi thế rất lớn. Nhưng Gaia nhảy vào lấy được khá nhiều công cụ từ Viper đã cầm lùi ra ngay lập tức quan địa chấn hất tung vào bên trong đám tạm bất ổn. Và bên phía T1 đang có một cái thế thượng phong ngay khu vực đường giữa, họ đang ép cho Viper phải phao vào trong trụ. Tình huống xử lý đến từ Keria khi mà anh ta thấy rằng xạ thủ của đối phương đi một con đường khá nguy hiểm, như vấn đề là Viper có cho mình cáo trạng bóng tối, cho nên anh ta đã không bị bắt lại ở trong tình huống đó mà vẫn có thể nhẹ nhàng đi bộ ra khỏi áp lực được. Tuy nhiên thì cái sự mất mát đến từ bên phía của T1 cũng không nhiều, bởi vì đây không phải là một thời điểm có khả năng diễn ra một pha giao tranh quan trọng, cho nên cái bộ pháp thần tốc của Keria nó sẽ không phải là một thứ mà họ mất ảnh hưởng quá nhiều tới thế trận. Bên phía của Hanwha Lightsport với sứ giả thì họ sẽ đẩy vào khu vực đường giữa, nhưng cái trụ một này còn khá nhiều trụ nhiều máu, cho nên vẫn chưa có trụ một đường giữa dành cho Hanwha Lightsport. Chưa có trụ một thì nó sẽ khiến cho đội hình giao tranh của Hanwha Lightsport chưa thể nào thực hiện nó một cách mượt mà được. Họ vẫn sẽ cần những nguồn tầm nhìn, họ sẽ cần những pha bọc hậu từ đằng sau, những yếu tố bất ngờ đều cần thiết trong một đội hình giao tranh. Thì việc phá công trình đầu tiên ở khu vực giữa là yếu tố cần thiết. Hanwha Lightsport sẽ cần nhiều hơn nữa trong giai đoạn sau để có thể nỗ lực phá nó. Bây giờ điểm yếu của họ đang lộ ra, đó là với việc tay ngắn hơi khó tác động vào công trình. Và Viper đang là người không có được cái tầm hoạt động đủ tốt. Ui Zika, Zika ta xuất hồn và hình như là ta sắp mất cả hồn rồi. Ta sẽ phải nằm xuống với tình huống phi tạch tiếp theo. Đi lại chạy lên để hỗ trợ nhưng không thành công. Zika nằm xuống lần thứ hai ở trong ván thi đấu này. Tình huống đó Zika nghĩ rằng mình có thể xuất hồn ra, sau đó nếu như đối phương đấm thì anh ta sẽ giật về phía sau. Nhưng anh ta đã đánh giá quá thấp sức mạnh đến từ bộ đôi Vi và Talia. Đây là một combo với lượng CC không thể nào né được. Bạn bị giữ chân lại và rất nhanh chóng Faker cũng đã sử dụng bộ combo của mình một cách vô cùng hiệu quả. Chưa kể là Keria cũng đã đứng đợi ở phía sau. Việc chạy lên từ delay cũng không đủ sức giúp cho ZK có thể sống được lần thứ hai trong ván đấu này. Đường giữa của Hanwha Lightsport nằm xuống. Và đây là một bước lùi nữa dành cho anh ta khi mà tiền lại tiếp tục chảy vào túi của Infinity One. Đây là lần thứ hai Zika chuyển trạng thái từ xuất hồn thành vong hồn từ nãy tới giờ rồi. Lần đầu là ở ngay khu vực đường giữa và đây là lần thứ hai. Zika sẽ cần phải hạn chế những tình huống đó để tránh trường hợp mình nằm xuống trước những vào tranh cực kỳ quan trọng. Bởi vì dù gì mà nó có đặc mệnh cũng là một trong những công cụ nó có khả năng vào tranh rất tốt. Nó gồm được khá nhiều người cộng kèm với sức hút hình hoài nữa, nó sẽ tạo ra một hiệu ứng AOE rất là tốt. Giờ đây thì tôi nghĩ rằng T1 đang chuẩn bị bước vào pha giao tranh quan trọng đầu tiên. Một pha giao tranh 5 năm quan trọng đầu tiên của ván đấu này, có thể chưa phải là 5 năm khi mà hai món trang bị Gumayushi đang cầm ra từ nhà. Đây là lúc mà chúng ta cùng chờ đợi xem liệu khi có được lợi thế thì xạ thủ nhà T1 sẽ bắn ra sao với con Zeri này. Đây là thời điểm rất là then chốt, rất là quan trọng, bởi vì đồ của anh ta đang nhiều hơn so với Viper phía bên kia. Viper đang có dấu hiệu bị thọt rồi, còn ngược lại Gumayushi đang có đủ trang bị khởi đầu để giúp cho con Zeri này có thể tỏa sáng được rồi. Yếu tố về mặt con người đang là điều chúng ta sẽ cần phải theo dõi ở trong giai đoạn sau. Giới đạn mà con rồng hóa kỹ này là con rồng mà hai bên đang sẵn sàng để có những cuộc tranh chấp. Một cú dịch chuyển đến từ Doran, anh ta đang cầm sẵn găng tay, anh ta đang rất trâu bò và chắc chắn là Viper cũng sẽ là người được hậu hĩnh, được hỗ trợ rất nhiều bởi khả năng chống chịu đang có đến từ Doran ở trong giai đoạn này. Có vẻ như T1 đã cân nhắc bỏ giao tranh, tại vì họ vẫn để cho Zed đẩy cánh ở khu vực phía trên. Faker thì đẩy ở cánh dưới, anh ta đang lấy góc để chặn tường. Tôi không nghĩ T1 có đủ cơ sở để giao tranh pha này. T1 chắc bỏ rồi. Họ sẽ muốn hướng một cái tương lai tốt hơn, họ muốn chờ đợi trang bị, bởi vì họ nhìn vào họ thấy hai người gây sát thương tiếp theo của họ đó chính là Faker và người còn lại là Zed đang không có được những món trang bị tốt lắm, đặc biệt là Faker. Faker sẽ cần thêm một khoảng thời gian và khối lượng tiền lớn, cho nên việc giúp cho Faker có thêm thời gian farm như thế này là sẽ tốt. Zed thì không cần phải bàn tới, mới cầm giao điện chắc chắn có món hàng. Phá bỏ vừa rồi thực ra một pha bỏ tôi nghĩ rằng mang tính chất bắt buộc của T1, tại vì họ không thể giao tranh 5 năm với lại bên phía của Hanwha Lightsport được. Ngay cả khi là Zed di chuyển xuống thì với một cái giao điện, con TF cũng không thể nào giúp cho bên phía của T1 có được lợi thế giao tranh. Quyết định bỏ của họ là bắt buộc phải đưa ra. Họ cũng khá là may mắn ở cái điểm đây là bản đồ rồng hóa kỹ. Đây là một con rồng mà tôi đánh giá thấp ở trong số những linh hồn rồng ở bên phía Hanwha Lightsport có thể lấy được, cho nên T1 có thể nhẹ nhàng hơn trong việc cố gắng buông bỏ. Thậm chí là con rồng nguyên tố thứ tư buông bỏ cũng được, cũng được. Họ có thể nhìn thấy tùy tình huống để có thể quyết định. Cho tôi xin phép được nhắc về T1 tiếp nha, nghe nó hơi một chiều đôi xíu. Nhưng mà sau một khoảng thời gian khá lớn như vậy, tức là chúng ta nhìn vào cái thời điểm khởi đầu đó, chúng ta cứ nghĩ rằng Hanwha Lightsport họ sẽ đảm bảo được là trong giai đoạn sau cái lượng tiền của họ nhiều hơn. Nhưng khi chúng ta nhìn vào nguồn kinh tế, T1 đang làm tốt hơn. Và một điều bất ngờ nữa, Gumayushi lại là người trên về lính, trên vì KDA nhiều hơn Survivor phía bên kia. Mặc dù đây là giai đoạn một con Pharos rất là mạnh. Đó chính là cái hệ quả của việc bên phía Hanwha Lightsport đẩy đường. Nếu như đi kèo Varus với lại Zeri bình thường thì con Varus sẽ có lợi thế. Nhưng bởi vì đổi kèo cho nên là khoảng trống đã có cho Gumayushi. Sau đó là việc cái khác biệt Varus của Viper lên sát lực,
Còn con Jerry này lên giao điện. Giao điện hiện tại ở phiên bản đang thi đấu của Playoff LCK là một phiên bản giao điện rất mạnh. Nó rẻ và nó mạnh. Nó khiến cho tốc độ tăng tiến sức mạnh của xạ thủ cầm được giao điện tăng lên rất là nhiều. Anh ta sẽ outfarm hoàn toàn con Varus của Viper trong khoảng thời gian này. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta đang nhìn thấy khi mà Gumayusi chạm ngưỡng 3 trang bị, có thể lúc đó Viper mới chỉ xong trang bị lớn thứ hai. Không chỉ mỗi giao điện mà cái cuồng cung nó cũng khiến cho Viper đẩy kinh quá. Cho nên ít là bạn là Gumayusi đẩy kinh quá. Và khiến Viper trong giai đoạn hiện tại cũng đang farm càng ngày càng chậm hơn. Và quan trọng hết là Hawala Swap, cái yếu tố về mặt sải tay nó đang khiến cho họ chưa đủ áp lực. Cái tay của họ nó ngắn quá. Và chưa kể đến là con rồng nó cũng không ủng hộ họ nữa. Nó là con rồng hóa kỹ, cho nên nó không đưa bên phía của T1 vào trong cái thế giao tranh. Cái thế mà phía Hawala Swap sẽ có thể phát huy được với nguồn đội hình này. Và hiện tại bốn tay ngắn chưa đủ để khiến cho Hawala Swap tự tin là họ tấn công được vào cái trụ một khu vực giữa. Cách mà Hawala Swap tiến được vào những công trình của T1 chỉ có thể có một mà thôi, là phải giao tranh thắng và sau đó họ mới có thể tiến vào được những công trình. Và họ sẽ chờ đợi cơ hội của mình ở từng con rồng một. Nhưng mà như đã nói, T1 hoàn toàn có thể buông bỏ con rồng nguyên tố tiếp theo để có thể toan tính ở những khu vực đường khác hoặc là áp lực vào Baron chẳng hạn. Thì đây là một cái điều mà bên phía của Hanwha Sport phải chú ý. Tuy nhiên làm gì thì làm thì họ vẫn phải đánh rồng. T1 bỏ thì họ phải đánh để ép ra rồng ngàn tuổi. Họ sẽ làm điều đó. Chắc chắn Hanwha Sport sẽ rất mong muốn điều đó, bởi vì họ đợi từ nãy giờ rất lâu và vẫn chưa có cơ hội để có thể khiến cho bên phía của T1 sẽ phải ôm hận với những tình huống giao tranh. Mà điểm mạnh chính là điểm mạnh của Hanwha Sport nữa. Họ vẫn đang đợi một khoảng thời gian, nhưng nó sẽ đòi hỏi khá lâu. Và trong giai đoạn đó tôi cảm giác là Zerg đã có được món trang bị thứ hai và có thể bắt đầu có những mạnh của món trang bị thứ ba rồi. Từ đó T1 sẽ suy nghĩ kỹ cho câu chuyện là liệu họ có muốn đánh nhau ở trong những giai đoạn nó nhỏ nhặt hay không, hay là họ sẽ để dành khoảng thời gian đó cho Zerg tiếp tục farm và tiếp tục đẩy được, tạo ra thêm nhiều công trình nữa cho cái đội hình này. T1 sẽ phải đứng trước một cái bài toán như thế này. Họ có thể bỏ con rồng đó, nhưng nếu như họ cạnh tranh được thì họ sẽ làm chậm nhịp ra rồng ngàn tuổi, tức là chậm nhịp một pha giao tranh cực kỳ khó buông bỏ. Hoặc là họ sẽ phải đối mặt với hướng ngược lại. Nếu như họ thất bại trong pha giao tranh rồng nguyên tố thứ tư này thì không chỉ là câu chuyện đối phương có được linh hồn rồng hóa kỹ, mà có thể dẫn tới ngay một lập tức một pha Baron dành cho Hanwha Sport. Cho nên quyết định từ bên phía của T1 sẽ phải đưa ra là khó khăn hơn so với Hanwha Sport. Hanwha Sport chỉ cần suy nghĩ một chuyện thôi, có rồng là ra đánh nhau. Nhưng mà có cái này tôi muốn hỏi luôn, đó chính là cái thời điểm rồng ra và với cái đội hình này của T1, họ có thể để cho bên phía Hanwha Sport ăn con rồng, sau đó T1 ăn con Baron được không nhỉ? Tốc độ ăn Baron của T1 sẽ khá là nhanh. Nhưng vấn đề là cái khoảng cách từ khu vực rồng ra khu vực Baron. Tôi nghĩ rằng với đội hình của bên phía Hanwha Sport, họ có thể nhanh chóng giải quyết con rồng và chạy ra Baron trước khi mà T1 dứt điểm nó kịp. Hoặc thậm chí là đơn giản hơn, họ chỉ cần gửi lại một người nào đó ở khu vực hang Baron, đúng vậy, rồi sau đó thì họ triển khai ở hai mục tiêu vẫn được. Tôi không nghĩ rằng Hanwha Sport sẽ rơi vào cái tình cảnh là vì con rồng 4 mà mất Baron. Cơ bản là về đội hình giao tranh như thế này thì cái lối chơi đối với Hanwha Sport nó sẽ thoải mái hơn ở trong những địa hình hẹp. Còn trong đó T1 lúc nào cũng là phải tự đưa mình vào trong những tư thế mà bạn sẽ đánh theo cái lối chơi mà đối thủ đang muốn là. Đây nè, rồng rồi nè, quyết định từ T1 là như thế nào đây. Họ đang giữ vị trí ở phía trên Baron nha. Như vậy T1 đang muốn dọa rằng các bạn ăn rồng, chúng tôi sẽ ăn Baron. Do đó hãy chờ đợi câu trả lời đến từ bên phía của Hanwha Sport. Faker đang cung cấp thông tin, anh ta đang có được một vài thông tin nhẹ, đó chính là hiện tại đang có tầm có khoảng 3 đến 4 người ở ngay khu vực hang rồng. Bùa la băng của Binet đang chờ đợi sẵn ở tay, đứng ở một cái bụi cỏ, một con mắt cung cấp thông tin khá tốt ở khu vực nửa bên trên. Và ngay tức một cái quét đã giải quyết được vấn đề. Ngay lập tức bên phía T1 sẽ lùi ra, họ phá mắt rồi sau đó họ hạn chế đi những thủ lao lên tấn công đến từ đối phương. Faker ăn một cái mũi tên xuyên phá, bị mất đi một phần 5 lượng máu bản thân mình, vừa đủ để có thể tiếp tục chơi trong giai đoạn này. Vẫn đang là một giai đoạn vô cùng then chốt và chúng ta vẫn chưa thể nào biết được là Hanwha Sport sẽ có thể ăn được con rồng một cách trọn vẹn hay không. Đây T1 họ đặt quyết tâm rất cao ở con rồng này, họ đang tự tin rằng là với từng này trang bị, Gumayusi sẵn sàng chơi. Doran đang bị kẹt lại, anh ta đang muốn giữ từ 3 đến 4 thành viên, anh hất tung thành viên lên nhưng bài vàng đang được chọn. Doran đã lướt được vào bên trong và đang hỗ trợ cây ra nhảy vào, anh hất tung được khá nhiều thành viên, tình huống nhảy vào cái thức bị chính bộ là bằng Honor chuyển sang địa chỉ đấm và đấm dứt điểm từ Zika. Cánh còn lại Gumayusi vẫn đang được bắn, Doran bị kẹt lại, anh sử dụng khô máu nhưng rất đang cầm bài vàng và tài chí tới. Doran bị kẹt, Doran hết khô máu, anh ta khô thật sự và đó là giao tranh thắng cho T1. Tình huống này thì Hanwha Sport đã nhìn về phía con rồng, còn T1 nhìn về pha giao tranh khoảng trống đã có để cho Gumayusi có thể bắn được. Và hai điểm hạ gục, hai đường đơn của Hanwha Sport nằm xuống. Bên phía của họ có được linh hồn rồng hóa kỹ. Vấn đề là bây giờ khi mà Binet vẫn còn đang ở đây, liệu anh ta có thể cướp được con Baron này cho Hanwha Sport hay không? Hay là Viper có thể làm được điều bất ngờ với con Varus này? Áp lực từ bên phía của Hanwha Sport là có. Một mũi tên quăng vào, Binet đang tiếp cận, Baron còn 3.000 máu. Kira đứng cao để ngăn chặn Binet. Binet tốc biến và Baron ta bị làm choáng và anh ta có thể nằm xuống và ta cũng ngã bởi Faker. Baron cho T1. Vẫn là T1 với đối giao tranh vô cùng bùng nổ, cứ ngỡ với điểm mạnh của Hanwha Sport.
là giao tranh, nhưng T1 lắc đầu với câu chuyện đó. Họ chỉ thẳng vào cái vị trí đứng của Zika, họ dứt điểm được Zika. Và khi Dora anh ta quá say mê trong câu chuyện cố gắng câu kéo càng nhiều người càng tốt, thì anh ta quên rằng phía bên trái một khẩu súng Gatling ở phía cánh trái của Gubayashi. Anh ta chọn một vị trí quá đẹp, anh ta chọn một vị trí không ai thấy, và khi mà anh ta bắn cũng không ai động vào anh ta. Đó là một tình huống mà Gumayusi đã có điện đặt đỉnh điểm khá tốt, lượng sát thương đến từ điện đặt đỉnh điểm không phải là nhỏ trong pha đó, nó trúng ít nhất là khoảng chừng 3 thành viên của Hanwha Esports và khoảng trống rất nhiều cho xạ thủ của Anfigo T1 để có thể dứt điểm được Doran và ZK. Sau đó ở khu vực Hamadon, T1 cũng phản ứng rất là tốt khi mà họ đang nhưng gần nguồn sát thương ở một thời điểm mà Binet chưa thể nào cướp được, và bài vàng làm choáng tung ra cực kỳ hợp lý đến từ bên phía của T1 để dứt điểm được rừng của đối phương. Họ đang tận dụng bộ Labadon đẩy đường giữa. Gumayusi đang thật sự quá kinh khủng rồi, với tầm này lượng trang bị vừa rồi anh ta chưa có món trang bị thứ ba, anh ta chỉ có những mảnh, hai mảnh để có thể có được món trang bị thứ ba, nhưng khả năng tấn công một cái tuyến sâu đến từ người chơi xạo thủ với Hawala xem lại là T1 là quá tốt đi. Zika tầm này sẽ làm gì đây, anh ta lại một lần nữa xuất hồn và ta sẽ cần phải hạn chế những pha xuất hồn ẩu của bản thân mình. T1 đang đứng trước cơ hội có được công trình thứ hai khu vực đường trên, lính đường giữa đang đẩy vào, những áp lực ngầm nó đang khiến cho Hanwha Esports phải chia người ra để phòng thủ. Có thể trong ván đấu này Hanwha Esports đã phạm một sai lầm chí mạng khi mà họ đã không chăm sóc, họ không đè nén Gumayusi, họ để cho anh ta có khoảng trống, và sai lầm này có thể khiến cho Hanwha Esports phải trả giá bằng chính ván đấu đầu tiên này. Bài vàng tung quăng địa chấn thành công, lượng sát thương quá nhiều từ T1, nó khiến cho Doran mất hơn nửa máu của mình. Bộ la bàn tung tới nhưng Kira vẫn có thể có tốc biến bỏ chạy. Honor là người gặp nguy hiểm, nhưng sát thương đến từ T1 là quá nhiều. Tả số bộ độc được tung ra, Delay lao vào nhưng anh ta gục ngã, một điểm hạ gục nữa cho T1. Họ sẽ tiếp tục tiến vào với bộ lợi Baron, còn Hanwha Esports bắt buộc phải lui. Phải lui bởi vì họ đang thiếu đi một người che trong tổng cộng 3 người che, và một người che còn lại thì đang cộng tầm có khoảng 1/4 lượng máu. Bạn không đủ sức khỏe đó, bạn có thể đánh nhau trong giai đoạn này tương đối liệu. Gumayusi vẫn đang tiếp tục tấn công, Binet không còn bao băng, định mệnh đang bật lên quan địa chấn hất được Doran về, và Doran bị kẹt lại bên trong tấm thảm bất ổn. Anh ta vẫn đang tìm một cách để có thể thoát đi, anh ta sử dụng cú mở đường của mình, nhưng mở về chứ không phải mở tới. Và Gumayusi vẫn đang lượn, nó bắn anh ta bật điện đạn, anh ta đang bắn liên tục và anh ta đã lấy được công trình. Gumayusi vẫn đang tỏa sáng vô cùng rực sáng ở trong ván thi đấu này. Những dồn nén trong khoảng thời gian vừa qua khi không có được những lợi thế từ đội của mình đang được Gumayusi trút hết lên Hanwha Esports ở trong ván đấu này, khi mà trụ còn vẫn tồn tại, anh ta bật luôn cả chiêu cuối lao lên tìm kiếm những mục tiêu phía trước mặt của mình. Hanwha Esports chỉ tìm được Honor trong pha giao tranh trước đó, còn lượng sát thương đến từ tuyến sau của bên phía T1 vẫn rất là nhiều trong tình huống mà họ kẹt lại. Còn Hanwha Esports ở trong giai đoạn hiện tại, khi mà họ đang trong tình huống ngặt nghèo nhất, họ nhìn ra khu vực đường giữa và họ thấy Zika cũng đang ngặt nghèo, bởi vì anh ta đang bị farm thua. Không chỉ farm thua mà anh ta còn đang bị thọt đồ nữa. Thế một cái điều nữa mà chúng ta đang nhắc ở đây, cái sải tay ngắn của Zika nó cũng đang gặp một số vấn đề. Anh ta lướt lên một phát, anh ta ăn trọn bộ những combo là anh ta đi bụi ngay lập tức, bởi vì anh ta không phải là một vị tướng chống chịu. Một lần hiếm hoi mà Delay nói riêng và toàn bộ đội hình của Hanwha Esports nói chung không tìm thấy được Gumayusi trong 28 phút vừa qua. Và giờ đây T1 đang bắt đầu triển khai việc kiểm soát tầm nhìn xung quanh khu vực rồng ngàn tuổi. Với cái lợi thế mà họ đang có nơi xạ thủ của mình thì chỉ cần Gumayusi có khoảng trống, không có một ai bên phía của Hanwha Esports có thể chịu nổi lượng sát thương đến từ con Zeri. Khi rồng ra, anh ta sẽ cầm vô cực. Và chúng ta nhìn vào lượng trang bị Doran, thật ra Doran đang gặp một số vấn đề nha. Nếu như đồ thủ của bạn mà nó ít hơn so với đồ công của đối phương thì bạn hơi khó che. Và món trang bị tiếp theo của Majesty đang hướng đến là một món trang bị nó sẽ vô cùng đắt đỏ, nó sẽ là vô cực kiếm nếu như muốn có thêm hiệu ứng trên những đòn bắn của mình nữa. Khả năng tấn công là vô cùng mạnh mẽ. Chưa kể đến trong giai đoạn hiện tại, sải tay ngắn nó vẫn đang tiếp tục phản ánh cái lối chơi đối Hanwha Esports. Họ không có một phương án, không một cách nào, bởi vì người tay dài nhất của họ lại lên sát lực, cho nên cái tốc độ tấn công công trình nó bị giảm thiểu đi rất đáng kể. Hanwha Esports sẽ phải giữ toàn bộ lượng tốc biến, bất kỳ một phép bổ trợ nào của mình trong khả năng sắp tới. Và ở trong pha giao tranh tiếp theo ở khu vực hang rồng ngàn tuổi, họ bắt buộc phải tìm được Gumayusi. Đây là mục tiêu tối thượng của họ. Nếu như không tìm được xạ thủ của T1, chắc chắn ván đấu này sẽ thuộc về đương kim vô địch thế giới. Đúng là như thế, bởi vì trong giai đoạn hiện tại Gumayusi đang có được tầm rồi, chắc là 4 món rồi nhờ. Đây nè, 4 món rồi. Bạn để cho một con Zeri cầm 4 món trên người là chắc chắn cái đội ám ảnh dành cho bạn là điều chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được. Bởi vì như đã nói ngay từ thời điểm ban đầu là trong giai đoạn hiện tại kể cả Doran cũng không chơi được. Trả giá, trả giá, trả giá. Chú ơi giảm cho con mấy ngàn. Nó còn treo trên cái kia đó kìa anh. Cái vô cực kiếm nó treo trên cái cửa hàng không? Đấy, điêu xong. Đây, cuối cùng về cho cái đại đao đao vô đi, tại vô cực kiếm nó mắc quá. Chú nó thấy là cái vô cực kiếm nó không bị mất ở trên kia là biết rồi.
nó không đủ và không hề có sang Sobisel trong tình huống vừa rồi và hơi khó. Hơi khó như Roman Yoshi có được bóng trên biển mắt nhưng đẩy nào thì nó vẫn rất tuyệt vời và đang đã trúng Warner đã bị kẹt. Mà hãng gom cho nó Viper Pidus né được quan địa chẩn ra. Rồng ngàn tuổi, con rồng then chốt giúp trên phía Hoa Sport nghĩ tới câu chuyện lật thế cờ là đây. Nhưng liệu được hay không? Bên phía Chi Quan sẽ nghĩ tới câu chuyện gì đây? Họ vẫn đang suy nghĩ rất kỹ. Đồ đạo bên này tiếp tục giữ càng nhiều người càng tốt. Anh ta đang phải sử dụng thú mở đường để thoát đi. Và ngay lập tức bên phía Chi Quan đang tìm một cách để đánh người, đánh càng nhiều càng tốt, hạn chế đi cái khả năng ăn được con rồng này mà lượng máu còn đầy đủ từ Venus hay bất cứ một thành viên nào phía bên kia. Mặt đất dậy sóng đền cùng, Đô Đa được dính bài vài và hiện tại Đô Đa bị kẹt lại, bị hất tung lên, ta mất máu nhiều quá và mém từ đó ta nằm xuống, anh ta đã nằm xuống. Nhưng con rồng ngàn tuổi nó vẫn dành cho phía của Chi Quan này, chẳng không để dành cho và xuất hỏa đầu tràn lên được để tấn công. Đó là chuyện cuối cực kỳ tuyệt vời, nhưng cùng anh sĩ vẫn đang được quá từ đây bắn liên tục, bắn không ngừng nghỉ, bắn không thể ngừng nghỉ. Và Goma Yushi tỏa sáng, vô cùng sáng trong ván thi đấu này. Honor nằm xuống khi mà rồng ngàn tuổi chuẩn bị ra. Bên phía của Hanwha Esports có được nó, nhưng lượng sát thương quá khủng khiếp đến từ Goma Yushi đã giúp cho T1 có được pha giao tranh thắng lợi. Và không chỉ như vậy, họ đang chuẩn bị tiến vào khu vực đường giữa. Vẫn còn khá nhiều thời gian để cho T1 tiến vào, ít nhất là phải mười mấy giây nữa thì Delay mới có thể hồi sinh lại. Nhưng một con Rakan hỗ trợ có thể làm được gì trước lượng sát thương quá khủng khiếp đến từ Goma Yushi? Đúng là như vậy thật, và với việc có được một pha giao tranh thắng lợi hoàn toàn, người duy nhất hiện tại nắm giữ bùa lợi Baron sẽ là bạn là rồng ngàn tuổi. Chỉ một mình Delay, một người không có sát thương, một người không có khả năng tấn công quá mạnh mẽ dựa trên khả năng dứt điểm bất cứ ngoài phía bên kia, chỉ là khả năng khống chế mà thôi, thì rất khó để giúp cho anh phía Hoa Live Sport có thể tận dụng được. Chúng ta xem hai cái dịch chuyển ở khu vực đường trên kịp hay không. Câu trả lời đây là không. Zika, anh ta đang muốn lướt lên, nhưng nếu như lướt lên tầm này ẩu là anh ta nằm xuống lần thứ 5 trong ván thi đấu này. Sự khác biệt ở đây là lượng sát thương quá khủng khiếp đến từ xạ thủ của mình giúp cho T1 muốn làm gì cũng dễ cả. Tốc độ ăn Baron của họ là cực kỳ nhanh. Hanwha Esports họ vẫn phải nhìn vào con rồng trong pha này. Hãy nhìn cái cách mà Doran tan chảy trước họng súng của Goma Yushi trong pha này. Không một ai bên phía của Hanwha Esports có thể chịu nổi lượng sát thương đến từ con seri này cả. Và trong tình huống đó thì chúng ta cũng đã thấy được Goma Yushi cái sát thương theo thời gian quá tốt. Và lại một lần nữa câu chuyện không có tay dài để tác động từ xa. Cái đó chỉ cần một người tay dài đã tác động từ xa thôi, tôi cảm giác là Goma Yushi sẽ phải nằm xuống rồi. Nhưng Viper tình huống đó anh ta không có đủ khoảng cách, anh ta không có đủ không gian và thời gian để có thể tác động được vào người Goma Yushi. Nó khiến con rồng ngàn tuổi nó không kích hoạt được. Và Goma Yushi cứ thế bắn và anh ta hồi phục lại, bắn rồi hồi phục lại. Hanwha Esports đã tìm được Goma Yushi, họ lấy được thanh tẩy của anh ta, họ lấy được tốc biến của anh ta, nhưng vấn đề là họ không đủ sát thương để có thể dứt điểm anh ta. Và khi mà điện đạt đỉnh điểm được kích hoạt, cứ 3 hit là một người của Hanwha Esports nằm xuống. Tốc độ quá nhanh khiến cho Hanwha Esports không thể nào kích hoạt được cái bùa lợi rồng ngàn tuổi của mình lên bất kỳ một ai của T1 cả. Và giờ đây với bùa lợi Baron, T1 đang tiến xuống khu vực đường dưới và họ đang nỗ lực để có thể có được cái trụ thứ hai ở khu vực đường dưới này. ZK lại một lần nữa đang bước lên phía bên trên và anh ta đang nhắm vào những mục tiêu cần thiết nhất để có được những cú chém. Nhưng trong giai đoạn hiện tại, cái chém duy nhất của ZK đó là chém giỏ. Rodan không hất được, quá khó, một khoảng cách quá xa và sớt. Trong giai đoạn hiện tại anh ta đã trải qua được cái khoảng thời gian ngặt nghèo nhất của mình rồi. Bây giờ đang là về đang nó quá vui sướng đến từ sớt ở trong giai đoạn tại 007, không cần ăn mạng nhưng chỉ cần chiến thắng. Đứng sau lưng của GOLC là phạt thẻ vàng thẻ đỏ cho đối phương, lâu lâu bật rờ lấy tầm nhìn thôi. Faker chặn một bức tường không cho Hanwha Sport phòng ngự. Đội hình T1 vẫn đang rất kiên nhẫn chờ đợi Zed đẩy ra khu vực cánh trên. ZK đã lui về. Phía dưới này Hanwha Sport chỉ còn 4 người mà thôi. Zed đã sử dụng định mệnh ra khu vực đường giữa và giữ áp lực đến từ cửa Mega vẫn đang được kích hoạt ở khu vực này. Và quan trọng đó là trong thời phút rồi ZK anh ta không có đủ cái tầm để có thể hất tung được ngăn cản cú bay đến từ Zed ở trong pha đó. Cho nên là Zed vẫn có được một tình huống định mệnh rất thành công. Và khi anh ta nhìn thấy được ZK đang phòng thủ khu vực giữa, anh ta chạy lên trên lại và nỗ lực của anh ta đang dần biến cái trụ thứ ba của đường trên trở thành tro bụi ở trong một khoảng thời gian nữa. Dẫn trước rất nhiều tiền nhưng T1 biết rằng đội hình của đối phương có khả năng giao tranh 5 năm cực kỳ mạnh, cho nên họ không vội vã tiến vào khu vực căn cứ của đối phương. Họ vẫn lui về xài lượng tiền nhiều đến từ những con lính mà họ đã farm từ nãy đến giờ và cả những mục tiêu đến cùng công trình đối phương để có thể an toàn kiểm soát mục tiêu sắp tới. Lúc này chúng ta sẽ nhìn về hướng khu vực Baron. Nó là một cái nơi mà vừa rồi Binet đã có một pha di chuyển để cố gắng gửi mắt lại. T1 biết được điều đó cho nên họ đang cử cả hai người, đó là Keria và Zed, liên tục di chuyển ở những chỗ mà Binet vừa đi để phá hết tầm nhìn vừa rồi Binet đặt xuống. Và giờ để chạy ra chỗ đó cắm mắt lại, nó là một cái khoảng cách đi rất xa, rất
dài và thời gian, có thể là cả mạng tính mạng của bản thân của mình nữa. Đây là điều mà Glassworth sẽ cần phải lưu ý rất là kỹ trong những tình huống cố gắng tạo ra những nguồn sáng ngay khu vực Hyperdon. Nhưng cái gần nhất mà họ đang cần phải hướng tới nó lại là khu vực hang rồng. Mà hang rồng nó đang gặp một số vấn đề về mặt địa hình, đó chính là 51 là di chuyển ra hang rồng nó dễ hơn, cho nên họ phá mắt cũng dễ, cắm mắt cũng dễ hơn tí xíu. Đúng rồi, công nhận thì quanh hay chơi game kiểu khó thôi. Rồng ngàn tuổi chuẩn bị ra mà chấp rừng một cách nào đó, nếu mà gọi theo kiểu nói vui được các bạn fan T1 rồi gọi là hiến tế, nhưng mà lần sau có hiến ai có không có trừng phạt cái chửi trừng phạt lại cho dễ chơi game. Vizcalita thêm nhiều hồi nãy mà không bị ban cho Vizcalita mạnh dạn hiến đường trên tác dụng. Nhưng mà được cái là hiến nhưng mà không hiến mạng nha, tức là hiến về thời gian thôi. Đó là điều giúp cho anh phía của T1 đã có được một cái khoảng thời gian đang rất thoải mái và trang bị trong giới hạn tại Gumayushi full đồ. Có thêm cả giáp thiên thần, kỳ này là tác động một lần, bạn sẽ cần phải làm điều đó lần thứ hai nữa mới có thể dứt điểm được của Majusi. Chúng ta sẽ xem là cái phép bộ đội, tại vì nãy giờ sau cái khoảng thời gian mà Tiêu Anh ăn Baron xong thì cũng không có giao tranh gì cả. Hai đội đều đang có đầy đủ tốc biến. Đây là điều mà bên phía Hanwha bây giờ tôi nghĩ rằng họ nên đừng nhìn hết về phía con rồng. Họ bắt buộc phải nhìn về phía Gumayushi, tại vì chúng ta vừa thấy là ngay cả khi là Hanwha Sport có được rồng ngàn tuổi, nhưng nếu Gumayushi còn sống thì họ không có cơ hội. Con rồng chỉ là yếu tố phụ mà thôi, phải tìm được Gumayushi. Nhưng mà bây giờ như thế này, thật ra bây giờ họ không chỉ nhìn vào Gumayushi mà họ phải nhìn tùm lum tà la. Tại vì sao? Họ phải nhìn coi là cái định mệnh nó từ giết nó đi đâu. Tại vì cái nhà lính đường giữa nó đang rất là trơ trọi. Nhà lính đường giữa rất trơ trọi, Faker có mặt rất là có dịch chuyển, tức là những cái công cụ để giúp cho hai người đẩy và backdoor nó rất là dễ. Cho nên bây giờ Hanwha Sport họ phải nhìn đủ nơi hết trơn hết trọi, nhảy vào sử dụng tạo xung đột nhắm vào một thành viên và Viper bị kẹt lại. Ta mất tốc biến phía này, Zed đang chặn hụt lại, ta phi lại liên tục. Viper dứt điểm rồi, bởi vì trên ta đang đứng quá sâu. Zika nhảy vào để hỗ trợ thêm, Viper vẫn được bắn nhưng cánh còn lại. Gumayushi vẫn đang tiếp tục được bắn. Honor mất đi giáp thiên thần, Doran chờ đợi cơ hội để hất tung được Gumayushi và người bị kẹt lại là Honor. Honor đã phải nằm và cơ hội cho đồng ngàn tuổi là đây, một pha nhảy vào giao tranh rất vô tư từ Tiêu Quan và sai lầm đã đến. Hanwha Sport đang tận dụng nó rất tốt, họ đang ngăn cản khả năng bắn của Gumayushi. Gumayushi tìm được hàng hồi phục, anh ta sẽ lùi về con trâu đá. Hanwha Sport sẽ hài lòng với tình huống giao tranh vừa rồi. Viper vẫn thở được, Viper vẫn tỏa sáng được. Tiêu Anh quyết định tổ chức một pha giao tranh rất thú vị khi mà Honor mở thẳng vào giữa đường đối phương với Z dùng định mệnh ra phía sau lưng để tìm Viper. Đó là một tình huống mà họ không dồn tất cả mọi tài nguyên của mình vào một mục tiêu và do đó họ không thể nào đủ sức để có thể dứt điểm một ai cả, chưa kể đến việc là Viper vẫn còn đầy đủ tất cả mọi công cụ phòng ngự của mình. Đây là một pha giao tranh mà nguồn sát thương lớn nhất của họ là Gumayushi chỉ trời. Có thể bắn vào con heo mà thôi. Cái vấn đề như thế này, tại sao Zed cầm bài vàng là tôi cảm giác là anh ta ăn chặt cho câu chuyện là dứt điểm Viper, nhưng ta chuyển sang Zika và từ đó không có bất cứ một khả năng khống chế nào. Viper vẫn có được một cái khối lượng thời gian lớn để anh ta bắn và lúc đó thì chắc chắn xạ thủ bên phía Hanwha Sport lại lên tiếng vào lúc mà những đồng đội của ta cần ta nhất. Có lẽ như rớt trong thủ đoàn ta cũng nhìn hơi nhầm, cho nên ta phí bài một sử dụng bài vàng nó quá là vô tội vạ đi. Bỏ rồi à, bỏ Baron. T1 quyết định họ không giao tranh ở khu vực hang Baron được, họ để cho Honor đang đứng, chỉ đứng từ xa thôi, chúng không thấy được cái con Baron nữa. Như vậy là Baron dành cho Hanwha Sport, khoảng cách giữa hai đội bây giờ nó được kéo ngắn lại rất nhiều cho Hanwha Sport rồi. Giờ cần là một pha giao tranh, đội hình này giao tranh về mặt cơ bản vẫn rất khỏe và sát thương duy trì. Thật ra nếu như Zika không nằm xuống, họ vẫn có sát thương duy trì dựa trên những cái khả năng chém một cách kinh khủng đến từ Zika. Và ta cũng sẽ cần phải lưu ý trong tình huống dừng vị trí của bản thân mình. Hai bùa lợi đã có, cái cần bây giờ của Hanwha Sport là làm sao tận dụng hai bùa lợi này lấy công trình. Họ sẽ nhắm vào cái trụ một khu vực giữa trước, đây là cái nơi mà từ nãy giờ họ đợi quá lâu. 37 phút rồi, chuẩn bị hướng đến 38 phút nhưng mà họ vẫn chưa phá được, thì có hai bùa lợi này bây giờ làm được chuyện đó. Chính là bây giờ là lúc cái trụ một đường giữa của Tiêu Anh sẽ phải gục ngã, nó không còn được phép tồn tại trước đội hình Hanwha Sport đã có đầy đủ các bộ lợi mạnh nhất. Và cả cái trụ thứ hai cũng tương tự như vậy, Tiêu Anh vẫn chưa tìm ra cách để có thể phòng ngự. Faker đang đứng chờ góc để có thể tấn công ném gạch vào người của Vinic nhưng không có bao nhiêu tác dụng cả. Trụ hai đường giữa của Tiêu Anh vẫn đang bị đe dọa và cơ hội để cho anh phía Hanwha Sport có được cái trụ thứ hai đang rất cần rồi. Cái họ muốn nhiều hơn nữa sẽ là những hạ gục trong trường hợp đối thủ đang cố gắng co cụm lại để có thể phòng ngự. Còn rớt khúc đường trên, anh ta có đang nỗ lực để phi bài. Cái trụ thứ ba đường trên của Hanwha Sport đang tương đối yếu máu và họ đang suy nghĩ tới câu chuyện một Owen win luôn, hai phải có người về thủ. Họ đang chọn phương pháp đầu tiên,
đó là có một cú Wendy luôn để có thể giành chiến thắng dựa trên khả năng đẩy đường như thế này. Và bốn thành viên của lại của Tiwan bây giờ họ đang cần phải nỗ lực lên phòng ngự càng lâu càng tốt. Trụ ba đang bị tác động ở bên phía Alasport, còn ngược lại năm thành viên của Alasport họ đang nỗ lực để có được chiến thắng bằng cách là tấn công thẳng. Bô là băng mọi thứ cho mọi người, bằng cách tức phát cửa đã phải nằm. Còn vài người trong tôi Kera nhảy vào để câu kéo thêm nhiều thời gian, nhưng Kera không có quá nhiều khả năng không chịu, anh ta cũng đã phải nằm theo. Honor và Gumesi đang lao lên tấn công bài và Nuzet đang được chọn ném vào đây, còn đó là không ai cả. Và Alasport có được hai gục mà không mất đi quá nhiều những thứ ở ngay khu vực đường dưới này. Ngược lại đường trên họ đã phải hy sinh cái trụ thứ ba, nhưng không có nhà lính mất, đồng nghĩa việc Alasport vẫn chơi được khỏe. Tiêu Anh đang ước gì họ có thêm chống chịu để đặt trước mặt Gumayushi. Khẩu đại pháo của Tiêu Anh rất khỏe, nhưng vấn đề là không ai che cho anh ta cả. Còn TF không thể nào làm được điều đó, chỉ cố gắng câu giờ mà thôi. Dịch chuyển được kích hoạt để giữ lính. Gumayushi đang bắn lính trong tuyệt vọng. Honor lao thẳng ra phía bên ngoài và anh ta cũng chẳng làm được gì cả. Gumayushi và Zerg đang là những người cuối cùng còn sống sót, nhưng nỗ lực của Gumayushi là trong tuyệt vọng. Anh ta đã bị bắt lại và anh ta mất đi giáp thiên thần của mình. Hanwha Esports giành thắng lợi ở trong ván đấu đầu tiên. Một khoảnh khắc nó đủ để thể quyết định được cả một ván thi đấu. Hanwha Esports đã có một pha giao tranh ở khu vực hàng đầu ngàn tử quá mạng nhãn, quá tuyệt vời. Họ có được hai bùa lại và cuối cùng họ kết thúc ván thi đấu với một tình huống rất là kinh khủng khác nữa về khả năng giao tranh ra vào của họ. Còn trong khi đó T1, có lẽ những cái bài vàng của Zerg là một trong những cái bài mà nó rất đáng nhớ ở trong cái tình huống vừa rồi. Anh ta hơi tham trong việc chọn người thì phải. Và T1 sẽ nhận thất bại trong ván thi đấu đầu này. Chúng ta còn thêm nhiều ván thi đấu nữa để coi liệu là cặp trận đấu này có thể kéo dài tới những ván thi đấu tư hay là ván thi đấu năm hay không. Trước khi mà chúng tôi chia tay các bạn để tiến vào giờ nghỉ thì tôi thật sự phải nói rằng bên phía của Hanwha Esports có một tinh thần bằng thép. Đã có những thời điểm mà khoảng cách giữa hai đội lên tới con số gần 10.000 với một lợi thế cực kỳ khủng khiếp dành cho Gumayushi. Nhưng đoàn quân áo cam vẫn giữ tinh thần của mình để có thể có được một trong những cuộc lội ngược dòng ấn tượng nhất của LCK mùa xuân 2024 này. Còn giờ đây thì chúng tôi sẽ tạm biệt các bạn để chúng ta gặp lại nhau khi mà ván đấu thứ hai chuẩn bị được bắt đầu.